4 loại rau củ giàu vitamin K giúp tăng cường sức khỏe. 1. Rau cải xoăn. Một nhánh cải xoăn 67g cung cấp khoảng 684% nhu cầu vitamin K trong ngày. Rau cải xoăn còn cung cấp một lượng dồi dào vitamin A, vitamin C, vitamin B6, mangan, canxi. 2. Cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh chứa ít calo và giàu chất xơ, vitamin C, E, B6. Một khẩu phần cải bẹ xanh nấu chín khoảng 56g sẽ cung cấp 120% lượng vitamin K. 3. Măng tây. Thành phần dinh dưỡng của măng tây khá phong phú với vitamin A, E, B, C, K và chất xơ, canxi, sắt. Bổ sung măng tây vào khẩu phần ăn giúp giảm cân, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, giảm nôn nao, cải thiện tâm trạng. 4. Dưa chuột. Ngoài vitamin K, dưa chuột còn cung cấp một lượng khá lớn chất chống oxy hóa, vitamin C, A. Ăn nhiều dưa chuột giữ cho cơ thể của bạn đủ nước, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, làm giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe xương, làm đẹp da.